Oscar đã phải thay đổi do ảnh hưởng của Covid-19. John Wick phần 4 liệu có kịp ra rạp như đúng dự kiến không? Và Harley Quinn phiên bản người đóng sẽ như thế nào? Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phim News, mình là Linh và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ngày 29 tháng 4 vừa qua, diễn viên người Ấn Độ Irfan Khan đã qua đời ở tuổi 53. Hồi đầu tuần này, ông đã được đưa vào bệnh viện do nhiễm trùng đại tràng. Trước đó vào tháng 3 năm 2018, nam diễn viên được chẩn đoán rằng đang mắc khối u thần kinh nội tiết, căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ mắc trên toàn thế giới chỉ là 35 trên 100.000 người. Sau đó, ông ở lại London để điều trị bệnh và quay trở lại công việc vào năm ngoái. Trong 30 năm cống hiến cho điện ảnh, Irfan Khan không chỉ là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Ấn Độ, mà tên tuổi của ông còn xuất hiện trong rất nhiều các bộ phim của Hollywood. Năm 1988, ông lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng trong Salaam Bombay, bộ phim Ấn Độ sau đó được đề cử Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Từ những năm 2000 trở đi, Irfan bắt đầu tham gia vào nhiều bộ phim kinh phí cao của Hollywood như Jurassic World, Inferno hay The Amazing Spider-Man. Hình ảnh của nam diễn viên cũng trở nên thân thuộc hơn với khán giả qua những bộ phim tác phẩm thắng giải Oscar như Triệu Phú Khu Ổ Chuột hay Life of Pi. Kể từ khi phát hiện căn bệnh ung thư khoái ác, ông vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan và truyền đi hy vọng chiến thắng bệnh tật. Ông thường xuyên kể về những trải nghiệm khi điều trị ung thư và niềm tin vượt qua khó khăn. Vai diễn cuối cùng của ông là trong bộ phim hài Ấn Độ Angrezi Medium, được quay trong quá trình Irfan đang điều trị. Trước sự ra đi của nam diễn viên, nhiều nhà làm phim tại Hollywood đã bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Đạo diễn Colin Trevorrow của Jurassic World đã chia sẻ: "Sự ra đi của Irfan Khan là một nỗi buồn sâu sắc. Người đàn ông chu toàn ấy luôn tìm được vẻ đẹp từ những gì xung quanh mình, kể cả khi phải chịu đau đớn. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện, anh ấy dặn tôi phải nhớ về những điều tuyệt vời nhất khi chúng ta còn tồn tại, kể cả trong những ngày tăm tối nhất. Và giờ đây, anh ấy đang mỉm cười." Những cống hiến của Irfan Khan dành cho điện ảnh đã, đang và sẽ mãi được cả thế giới ghi nhận. Các vai diễn của ông trong Life of Pi hay Triệu Phú Khu Ổ Chuột sẽ mãi là biểu tượng của một diễn viên đầy tài năng. Bây giờ, hãy cùng mình chuyển sang thông tin tiếp theo liên quan tới những thay đổi quy cách chấm giải của Oscar. Những thay đổi này không vì lý do gì khác ngoài dịch bệnh khiến cả thế giới điện ảnh phải tạm dừng lại. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch toàn cầu khiến các rạp chiếu phim đồng loạt phải đóng cửa, thì mới đây, Viện Hàn Lâm Khoa học và Điện ảnh Hoa Kỳ, đơn vị tổ chức lễ trao giải Oscar, đã đưa ra thông báo thay đổi quy định chấm và trao giải cho các bộ phim năm nay. Đại diện của viện cho biết, quy định các bộ phim muốn tham gia tranh cử phải được chiếu tại Los Angeles ít nhất một tuần không còn phù hợp, và việc có những thay đổi tạm thời là vô cùng cần thiết. Cụ thể, các bộ phim đã được lên lịch trong thời gian này vẫn đủ điều kiện để dự tranh Oscar vào năm sau nếu như chúng nằm trên hệ thống trực tuyến độc quyền dành cho các thành viên Viện Hàn Lâm, hoặc chiếu trong các phòng chiếu dành riêng cho họ trong vòng 60 ngày kể từ khi các phim này được công khai trên một kênh trực tuyến hay bán mang hình thức VOD. Theo BBC, thay đổi này có thể khiến cục diện Oscar lần thứ 93 có ít nhiều đổi thay. Trong khi một số bộ phim đã quyết định rời ngày ra mắt tới một năm để vừa bảo đảm lợi nhuận, vừa được tranh cử vào năm sau, thì một số tác phẩm đã quyết định chiếu thẳng lên các nền tảng trực tuyến hoặc ở định dạng đĩa Blu-ray. Một số ông lớn của Hollywood vẫn mạnh dạn quyết định đưa phim của họ ra rạp giữa mùa hè này bất chấp rủi ro về doanh thu, như Christopher Nolan với Tenet và Steven Spielberg với West Side Story. Bên cạnh đó, Viện Hàn Lâm cũng thông báo đã sáp nhập hai hạng mục biên tập âm thanh xuất sắc nhất và hòa âm xuất sắc nhất thành một hạng mục là âm thanh xuất sắc nhất. Thay đổi này được đưa ra sau khi Viện Hàn Lâm xem xét có quá nhiều năm hai hạng mục âm thanh này cùng thuộc về một bộ phim. Đồng thời, nhiều thành viên của viện cũng không phân biệt rõ được sự khác biệt giữa hai hạng mục này là gì. Bạn nghĩ sao về những thay đổi trên của Viện Hàn Lâm? Có bộ phim nào bạn vô cùng trông đợi nhưng lại không thể thưởng thức tại rạp mà phải chờ đợi thêm một thời gian dài nữa mới được xem không? Đối với mình thì rất có thể đó là John Wick và Ma Trận Phần 4. Bởi mới đây, vị đạo diễn của John Wick đã tiết lộ một số thông tin liên quan tới ngày ra mắt phần 4 của phim. Trong buổi phỏng vấn mới đây với Collider, đạo diễn Chad Stahelski của cả ba bộ phim John Wick đã chia sẻ một số thông tin về ngày ra mắt của phần phim hậu truyện tiếp theo. John Wick 4 trước đó đã được công bố rằng sẽ ra mắt khán giả vào ngày 21 tháng 5 năm 2021. Và khi được hỏi liệu kế hoạch này có bị ảnh hưởng bởi đại dịch hay không, vị đạo diễn này trả lời: "Có thể, kế hoạch vẫn là John Wick 4 sẽ ra mắt cùng ngày với Ma Trận 4. Việc này có vẻ kỳ lạ, nhưng các studio đã có nhầm lẫn gì đó khi để hai bộ phim này có cùng lịch chiếu." Sau đó, đạo diễn Chad Stahelski cũng cho biết thêm rằng hiện giờ ông chưa thể chắc chắn về ngày ra mắt của John Wick phần 4, bởi nam diễn viên chính Keanu Reeves vẫn chưa hoàn thành cam kết với Ma Trận phần 4, khi bộ phim này mới chỉ kịp bấm máy 4 tuần trước khi Hollywood phải đóng cửa.
Đây cũng là một dự án quan trọng nên đạo diễn của John Wick cho rằng bộ phim của ông cũng sẽ phải đợi Keanu tới tận cuối năm nay. Hiện tại, John Wick 4 đang trong quá trình tiền kỳ và hoàn thiện kịch bản. Trong khi hàng loạt bộ phim của Hollywood cứ ra hậu chuyện là biến thành bom xịt ở phòng vé, thì chuỗi phim John Wick lại đang chứng minh điều ngược lại. Từ phần 1 năm 2014 đến phần 2 năm 2017 và phần 3 năm ngoái, doanh thu trên toàn cầu của các bộ phim này đều đã tăng đáng kể. Điều này cũng giúp các nhà sản xuất của John Wick đã mạnh tay đầu tư hơn cho mỗi phần. Và ngay sau thành công của phòng vé của phần thứ 3, chuỗi phim này đã được xác nhận là sẽ trở lại với phần 4 vào năm 2021. Nếu bạn cũng mong đợi hai bộ phim kể trên giống như mình, thì đừng quên theo dõi Phim News để cập nhật liên tục các thông tin mới nhé. Hoặc nếu bạn đã muốn tìm hiểu thêm về thế giới ngầm của John Wick, thì chúng mình đã có video ở đây. Bây giờ, hãy cùng mình chuyển sang phần điểm tin. Rạp chiếu phim tại Mỹ dự kiến mở cửa lại vào giữa tháng 7. Như đã đề cập ở các số news trước, Tenet, bộ phim 200 triệu đô của Christopher Nolan, vẫn giữ nguyên ngày ra mắt dự kiến vào ngày 17 tháng 7 sắp tới, mặc dù cho hàng loạt các dự án của Hollywood đã phải rút lui. Mới đây, đại diện của Hiệp hội các rạp chiếu phim tại Mỹ cho biết họ dự định sẽ mở lại các hệ thống chiếu rạp vào giữa tháng 7 với Tenet và Hoa Mộc Lan. Mặc dù họ không kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ ngay lập tức của khán giả, nhưng hai bộ phim kể trên lại có thuận lợi khi ít phải cạnh tranh với các tác phẩm lớn khác. Bên cạnh những biện pháp để đảm bảo an toàn cho khán giả, Hiệp hội này cũng tỏ ra lạc quan về tương lai của phòng vé sau khi lệnh cách ly xã hội đã được tháo dỡ. Paramount sản xuất phim hoạt hình Transformers. Theo Deadline, hãng Paramount mới đây đã đạt được thỏa thuận với George Cooley để ngồi vào ghế đạo diễn cho Transformers phiên bản hoạt hình. George Cooley là vị đạo diễn vừa đem về chiến thắng cho Toy Story phần 4 tại kỳ Oscar gần nhất. Được biết, phần phim hoạt hình sắp tới sẽ nối tiếp các câu chuyện gốc của robot biến hình, tiếp tục lấy bối cảnh tại hành tinh Cybertron. Đây là phần phim độc lập với chuỗi phim live action Transformers và cả hậu truyện Bumblebee. Kịch bản của phần phim hoạt hình này dự kiến sẽ do Andrew Bauer và Gabriel Ferrari đảm nhận. Adam Driver tham gia vào phim mới của Jeff Nichols. Nguồn tin độc quyền từ Variety cho biết, nam diễn viên được đề cử Oscar, Adam Driver, sắp tới sẽ tham gia vào bộ phim truyền thể mang tên Yankee Commandante, kể về hai người đồng chí trong cách mạng Cuba, một người là Che Guevara, người còn lại tới từ Ohio. Do Hollywood đang phải đóng cửa nên các công đoạn sản xuất của bộ phim đang chậm lại, dự kiến bắt đầu bấm máy từ đầu năm 2021. Như vậy, đây đã là lần thứ hai nam diễn viên này hợp tác cùng với đạo diễn Jeff Nichols sau Midnight Special năm 2016. Hiện tại, Adam Driver đang thực hiện dự án The Last Duel của Ridley Scott, bộ phim với sự tham gia của Ben Affleck, Matt Damon và Jodie Comer. Now You See Me 3 đang được lên kế hoạch sản xuất. Lionsgate mới đây đã ký vào bản hợp đồng với Eric Warner Singer để đảm nhận vai trò biên kịch cho phần 3 của chuỗi Now You See Me. Đây là vị biên kịch đã từng được đề cử Oscar với American Hustle. Hiện tại, dàn diễn viên của bộ phim vẫn chưa được công bố. Trong cả hai phần phim trước, chúng ta được gặp gỡ nhóm ảo thuật gia với sự hóa thân của các diễn viên Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco và Morgan Freeman. Đến thời điểm hiện tại, đây được coi là chuỗi phim khá thành công về mặt thương mại với tổng cộng 687 triệu đô doanh thu với chỉ hơn 50 triệu đô kinh phí sản xuất cho cả hai phần. Trước khi chuyển sang thông tin tiếp theo, hãy trả lời câu hỏi này của mình. Trong những người hùng của thế giới hoạt hình của Disney, đâu là nhân vật các bạn yêu thích nhất? Đối với mình thì đó chính là Hawkeye, cậu con trai bị lạc của thần Zeus. Nếu câu trả lời của bạn cũng giống mình thì mình có tin vui cho các bạn đây. Theo nguồn tin độc quyền từ The Hollywood Reporter, bộ phim hoạt hình Hawkeye năm 1997 của Disney sắp tới sẽ được làm lại thành phiên bản người đóng do anh em nhà Russo đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Tuy nhiên, họ sẽ không làm đạo diễn cho phim. Hiện tại, Disney đã tìm được biên kịch cho bộ phim là Dave Callahan, tác giả của bộ phim Marvel sắp tới, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Theo dự đoán của The Hollywood Reporter, Dave Callahan sẽ biến Hawkeye live action thành một bộ phim cực kỳ hành động đúng như sở trường của ông, với các dự án sắp ra mắt như Wonder Woman 1984 hay Spider-Man Into the Spider-Verse phần 2. Bên cạnh đó, cũng có nhiều thông tin xoay quanh việc nữ ca sĩ Ariana Grande sẽ tham gia vào phim trong vai nhân vật nữ chính Megara. Idris Elba và Ryan Gosling cũng là hai nhân vật đang được nhắm đến để tham gia vào bộ phim. Tuy nhiên thì tất cả những thông tin về diễn viên của bộ phim đều chỉ là lời đồn, bởi Hawkeye live action sẽ còn mất thêm rất nhiều thời gian nữa mới có thể sang được giai đoạn casting. Phiên bản gốc của Hawkeye là bộ phim kể về nhân vật cùng tên trong thần thoại Hy Lạp, được thể hiện dưới lăng kính hài hước và tràn ngập những giai điệu sôi động. Cho đến hiện tại, Disney vẫn chưa tiết lộ gì về việc liệu họ có giữ nguyên yếu tố âm nhạc trong dự án sắp tới hay không.
Trong những dự án live action gần đây của nhà chuột thì Vua Sư Tử được giữ lại gần như nguyên vẹn tất cả các ca khúc trong phần phim gốc, trong khi Hoa Mộc Lan lại có nhiều điểm xa cách hơn so với bản hoạt hình năm 1998, theo The Hollywood Reporter. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hawk Queen được chuyển thể thành phiên bản người đóng. Trước đây, từng có rất nhiều phần phim về nhân vật này được đưa lên màn ảnh rộng. Bộ phim cùng tên gần nhất vào năm 2014 với sự tham gia của The Rock đã không được đánh giá quá cao bởi giới phê bình và cũng không quá thành công về mặt thương mại khi đem về 244 triệu đô so với doanh thu 100 triệu đô kinh phí sản xuất. Trong những bộ phim hoạt hình được chuyển thể thành live action gần đây, đâu là bộ phim khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất và đâu là phim khiến bạn cảm thấy thất vọng nhất? Trong tương lai, Disney chắc chắn sẽ còn chuyển thể nhiều bộ phim hoạt hình khác thành bản người đóng ngoài Hawk Queen như là Nàng Tiên Cá chẳng hạn. Vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video Phim News của ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và share nó nhé. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phim, hãy ấn nút subscribe và nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ vô vàn các video về điện ảnh khác của chúng mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I'm loving you more than I've ever loved anyone.